Đây là món cá cơm kho tiêu. Mình có thể ăn cùng với cháo trắng hoặc là ăn với cơm nóng đều rất là ngon. Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lily vào bếp kho cá cơm. Ăn cơm nóng rất là ngon. Ở đây Lily có cá cơm nè. Ly đã rửa sạch để cho ráo nước. Giờ Ly cũng có bột nêm, đường, tiêu, muối, hành cháy, tỏi và hành hương, mầm nhuyễn, nước dừa coco và nước mắm. Ly bắt lên bếp một cái chảo, Ly cho một ít dầu ăn và đường vào để Ly thắng nước màu. Và bây giờ thì Ly thấy nó ngả ra màu vàng nâu rồi nè, Ly tắt lửa. Ly cho hết cái cá vào. Giờ Ly sẽ cho vào đây một ít nước mắm nha. Hành cháy. Muối. Bột nêm. Đường tỏi và hành hương băm nhuyễn khi mà mình cho các gia vị vô rồi mình trộn đều lên. Sau đó đi bắt lửa lên lại. Sau khi mình thấy cá của mình sôi lên lại nè, mình cho lon nước dừa coco vào. Sau khi mà cho nước dừa coco vào rồi đó, mình đừng có dùng đũa hay muỗng đụng tới nữa nha. Mình để ở đây, mình để lửa riu riu đó cho tới khi nó rút hết nước. Khi mà mình kho cá được một lúc rồi nè, bây giờ nước nó cũng đã rút cạn bớt rồi, mình nhớ nêm nếm lại cho thật là vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi sau đó mình cứ để cá ở đây mình kho cho tới khi nó rút cạn khô nước ha. Và bây giờ cá của mình nó đã rút khô cạn nước rồi nè. Mình tắt lửa. Mình để cho thiệt là nguội cho con cá của mình nó khô và cứng lại. Sau đó mình mới múc ra dĩa nha. Chứ bây giờ nó đang còn nóng đó, nó còn mềm. Khi mà mình đụng vào nó sẽ bị bể. Ly để cá khoảng 15 phút sau, bây giờ nó đã nguội rồi nè. Đó, bây giờ mình đụng thì cá nó không có còn bể nữa. Như vậy là mình có thể múc ra dĩa được rồi ha. Ở đây Ly có chuẩn bị một cái dĩa nè. Bây giờ Ly sẽ múc cá ra dĩa. Và đây nè các anh chị và các bạn, đây là cá cơm Ly mới vừa kho xong nè.
mình có thể ăn cùng với cháo trắng hoặc là cơm nóng rất là ngon. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều món ăn khác chia sẻ cùng với mọi người nha. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.